Những trò chơi vốn dĩ trong sáng, lành mạnh dành cho con người nay đột nhiên biến thành một trò chơi sinh tồn chết chóc. Kẻ nào đã khiến chúng trở nên kinh dị và máu me đến như vậy? Tại một lớp học, gương mặt của các học sinh hết sức lo lắng và hoảng loạn. Họ đang bị một con quái vật hình đầu người tấn công. Mỗi khi nó quay đầu lại là có học sinh phải bỏ mạng. Những học sinh bị giết đều biến thành những viên bi màu đỏ. Trong số các học sinh ở đây, chỉ có anh bạn bốn mắt là bình tĩnh nhất. Cậu ta chỉ ra rằng đây thực chất chỉ là trò chơi 1-2-3 quay đầu. Mỗi khi con quái vật quay lại, ai cử động sẽ bị giết chết. Muốn thắng trò chơi phải nhấn được vào cái nút sau đầu quái vật trong thời gian quy định. Một học sinh vì nôn nóng lao lên đã bị giết chết. Các học sinh còn lại sợ hãi run rẩy nhưng họ phải cố gắng vượt qua trò chơi tử thần này. Rất nhanh trong lớp học giờ chỉ còn mỗi hai học sinh, đó là Sun và cậu bạn bốn mắt. Thời gian không còn nhiều, hai người đã phối hợp với nhau. Bốn mắt ném Sun bay tới và bấm vào nút sau đầu con quái vật. Cả hai vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ cậu bạn bốn mắt bị giết. Con quái vật nói rằng chỉ có người bấm được nút là chiến thắng. Sun vội vàng thoát khỏi cảnh tượng chết chóc này. Bước ra khỏi lớp học, Sun gặp cô bạn khác lớp là Ichika. Cô ấy cũng vừa chiến thắng trò chơi vừa rồi. Hai người cùng nhau tìm cách chạy trốn khỏi ngôi trường, nhưng hầu hết các cánh cửa đều bị khóa lại. Những cánh cửa mở ra được dẫn họ tới phòng thể dục. Ở đây có rất nhiều học sinh cũng vừa chiến thắng đang đợi họ. Bất ngờ mặt đất rung chuyển dữ dội, một con mèo thần tài khổng lồ siêu dễ thương xuất hiện. Nhưng gương mặt và tính cách trái ngược hoàn toàn. Chỉ trong thời gian ngắn nó đã ăn thịt hết 5 người ở đây. Bất ngờ một cái lục lạp gắn đồng hồ đếm ngược rơi ra. Nguyên tắc của trò chơi thứ hai này rất đơn giản. Giống như môn bóng rổ, chỉ cần ném lục lạp vào cái vòng trên cổ con mèo là chiến thắng. Cậu học sinh chơi bóng rổ giỏi nhất trường tự tin kêu Ichika ném lục lạp về phía mình, nhắm thẳng vào cái rổ, sau đó cậu tung cú ném thần sầu. Lục lạp hướng thẳng về giữa rổ nhưng con mèo đã bắt được nó. Con mèo tức giận ném một phát khiến học sinh kia chết ngay tại chỗ. Sun phát hiện ra con mèo chỉ ăn thịt những học sinh mặc đồ con chuột. Vì thế mọi người vội cởi bộ đồ hóa trang ra. Đúng là con mèo dừng lại và không tấn công họ nữa. Trong lúc mọi người bắt đầu họp bàn chiến thuật tác chiến thì con mèo bất ngờ ăn thịt một học sinh nữ. Không còn chuột nên nó chuyển sang ăn thịt người. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Vì đó là con mèo nên không thể thoát khỏi chuyện được cưng nựng. Con mèo bắt đầu cảm thấy sướng phát rên lên. Nhưng khi mọi người cầm lục lạp lên tính ném thì nó tỉnh dậy. Nó dùng móng vuốt tấn công hai học sinh. Nhìn họ không khác gì chiếc bánh mới được cất vậy. Nhìn thấy vỏ quả bóng rổ, Sun liền nghĩ ra một cách. Họ sẽ giấu lục lạp vào một trong hai bộ quần áo để đánh lừa con mèo. Cố tình để lộ vỏ bóng rổ ra để thu hút sự chú ý. Con mèo hí hửng liền tấn công Ichika. Phía bên kia, San liền ném lục lạp về phía chiếc rổ. Nhưng nó lại đập vào vòng và bay ra ngoài. Mọi người gục xuống chuẩn bị đón nhận cái kết bi thảm. Bất ngờ Takezu từ phía trên nhảy xuống. Cậu thực hiện một pha úp rổ thần sầu khi thời gian chỉ còn vài giây cuối. Nhưng con mèo nói rằng chỉ có 3 người được sống sót và rời khỏi đây. Takezu liền giết 3 học sinh yếu ớt nhất. Giờ chỉ còn Takezu, Sun và Ichika sống sót sau trò chơi thứ hai này. Bên ngoài truyền hình đang đưa tin về những khối lập phương lạ. Nó xuất hiện trên bầu trời của các thành phố lớn trên thế giới. Nhà chức trách đã điều động quân đội theo dõi sát sao tình hình. Thì ra khối lập phương này do các vị thần tạo ra. Trong đó chứa các học sinh được chọn, học sinh nào vượt qua được tất cả các thử thách sẽ được coi là con của thần và được ban những quyền năng mạnh mẽ. Sau khi chiến thắng trò chơi thứ hai, Sun được đưa tới một nhà tắm công cộng. Ở đây cậu gặp cô bạn cũ Takashi, thanh niên ngạo mạn là Kudo và một cô nàng xinh đẹp. Trò chơi thứ ba sớm bắt đầu. 4 con quỷ với những hình dáng khác nhau xuất hiện. Ở trò chơi này, họ sẽ phải bịt mắt và đoán tên con quỷ ở sau lưng mình. Kudo tự cho mình là kẻ thông minh nên đã chơi đầu tiên. Mặc dù chưa nghe hết quy tắc nhưng cậu ta vẫn khá tự tin. Âm nhạc xuất hiện, các con quỷ sẽ vừa di chuyển xung quanh vừa hát. Kudo run rẩy nói đại ra một cái tên. Và đương nhiên cậu ta đã đoán sai. Kết quả là bị chết một cách đầy đau đớn. Mọi người sợ hãi không ai dám chơi tiếp. Thế là 4 con quỷ chọn cô gái xinh đẹp kia ra chơi. Vì không biết con quỷ sau lưng là gì, cô gái vội vã tháo khăn bịt mặt xuống tính chạy trốn. Kết quả là bị một hình phạt tra tấn hết sức tàn bạo. Cô bị kéo hai chân ra đến nỗi người bị xé ra làm đôi. Nếu cả nhà ở trong tình cảnh này, liệu cả nhà có dám chơi hay là sợ đái cả ra quần? Sun quyết định mình là người thứ ba chơi trò chơi biến thái này. Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Sun tỏ ra vô cùng đau đớn. Cậu đoán con quỷ phía sau mình là Tanichi. 4 con quỷ không ngờ rằng Sun đã ghi âm giọng nói của chúng, vì vậy cậu có thể đoán ra được tên thông qua giọng nói. Bọn chúng liền nổ ra và biến thành 4 chiếc chìa khóa khác nhau. Cả hai cầm hai chìa khóa chạy ra ngoài và phát hiện có người đang bị một con quỷ đuổi. Để không bị nó giết, họ phải cầm tay nhau. Takashi rất hạnh phúc khi được nắm tay Sun. Trước đây Sun đã giúp cô lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Vì thế cô luôn giữ kỷ vật của hai người bên mình. Nhưng hạnh phúc đó nhanh chóng bị dập tắt khi Sun đã buông tay cô để cứu Ichika. 4 người gặp hai người khác ở một cánh cổng.
Cánh cổng này có 7 ổ khóa, họ phải cho 7 chìa vào một lúc thì mới mở được. Nhưng ở đây chỉ có 6 người, họ phải đi tìm người còn lại. Chưa kịp đi thì Takezu mang theo một người bạn khác tới, cậu ta nhẫn tâm giết chết người đi cùng. Đó chỉ là người để cậu ta sống sót tới đây, chứ chẳng có chút giá trị gì cả. Mọi người đều tức giận trước hành động giết người không gớm tay này, nhưng đành phải chấp nhận vì muốn sống tiếp thì phải có cậu ta. 7 chiếc chìa khóa được kích hoạt, cánh cửa chúc mừng mọi người đã chiến thắng. Họ phải chọn một trong số 7 bộ đồ ở phía sau. Bên ngoài đường, thử thách của họ được quay trực tiếp lại cho người dân xem. Trò chơi tiếp theo là thử thách sự trung thực. Một con gấu trắng khổng lồ xuất hiện trong căn phòng đông lạnh. Ở trò chơi này, con gấu sẽ đặt ra câu hỏi. Nếu trả lời trung thực thì sẽ sống sót. Nếu không họ sẽ buộc phải chọn ra kẻ mà họ nghi ngờ là nói dối để bị giết. Gấu trắng hỏi món ăn ưa thích của mọi người là gì. Nếu là tôi thì tôi chẳng biết trả lời sao. Vì món nào tôi cũng thích. Mọi người đưa ra các câu trả lời. Gấu trắng nói rằng có kẻ nói dối và nó cho mọi người 2 phút để tìm ra. Mọi người chỉ vào cậu bạn tóc xoăn, ngay lập tức con gấu giết chết cậu ta. Câu hỏi thứ hai, mọi người có yêu bản thân mình không? Lần này con gấu lại phát hiện có kẻ nói dối. Mọi người liền khóc lóc hỏi xem ai là kẻ nói dối. Sun đặt ra một câu hỏi, rõ ràng con gấu hỏi rất đơn giản, nhưng tại sao lại có người trả lời không được? Ai đó đang cố tình hãm hại chúng ta. Con gấu nói nó rất ghét những kẻ nói dối, những kẻ đó đều có trái tim đen tối. Chỉ còn lại một phút, mọi nghi ngờ đang đổ dồn về cô gái Takashi. Sun và Ichika hết lời giải thích nhưng không được. Thế là cô gái tội nghiệp kết thúc cuộc sống tại đây. Sau tất cả chuyện này, Sun phát hiện kẻ nói dối thực sự chính là con gấu trắng. Chính nó đã nói dối để mọi người nghi ngờ giết hại lẫn nhau. Cuối cùng nó cũng hiện nguyên hình, nó thực chất chính là một con gấu đen ác độc. Trò chơi kết thúc với chiến thắng dành cho 5 người còn lại. Thật không ngờ là người dân lại phát cuồng với một trò chơi bệnh hoạn và nguy hiểm như vậy. 5 người không có thời gian nghỉ ngơi, họ được đưa tới một nơi khác để chơi trò chơi thứ 5. Cánh cổng mở ra, một con búp bê Nhật Bản xuất hiện. Gương mặt của nó hẳn lên vết lão hóa của thời gian. Nó từ từ tiến tới phía trước, từ một con búp bê nhảy ra một con khác rồi một con khác nữa. Trò chơi tiếp theo đó chính là săn mồi. Luật chơi rất đơn giản, một người sẽ được bốc thăm thành kẻ đi săn. Mỗi lần đi săn sẽ phải chạm vào chiếc lon giữa vòng tròn trung tâm. Săn được 3 người thì sẽ chiến thắng. Bất kỳ ai chạy trốn đều sẽ bị giết chết. 5 cái que thò ra từ miệng con búp bê. Takezu rút được que có màu đỏ bên trên, đó chính là kẻ đi săn. Với một người ác độc và có thể chất tốt như cậu ta, thì việc trở thành thợ săn là một hạnh phúc lớn lao. Trò chơi bắt đầu, mọi người nhanh chóng chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Takezu tiến tới đá một phát vào con búp bê bay lên làm chiếc hộp rơi xuống. Cậu ta đặt chiếc hộp vào vòng tròn trung tâm rồi bắt đầu đi săn. Hai thanh niên nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nhưng Takezu thì nói không. Cả hai bị đánh cho một trận rồi bị nhốt lại trong lồng sắt. Cậu ta như thể biết trước mọi người đang trốn ở đâu vậy. Vừa mới bắt 2 người xong đã lên đường truy tìm 2 người còn lại. Để ngăn cản kẻ đi săn, Sun và Ichika dùng mọi thứ có thể để chặn cửa lại. Thấy cánh cửa không thể giữ được lâu, Ichika liền lao tới giữ chân Takezu lại. Với sức khỏe yếu ớt của một người con gái, Ichika nhanh chóng bị bắt. Vốn dĩ bắt được 3 người là Takezu đã chiến thắng, nhưng cậu ta là kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo nên muốn bắt cả Sun cho đầy đủ. Sun phải nghĩ cách cứu mọi người ra, nếu không thì cũng sẽ thua vì hết thời gian quy định. Bên ngoài Takezu làm nhảm về một cuộc sống hoàn mỹ giống như cậu ta mong ước. Khi trở thành thần, kẻ mạnh sẽ thống trị thế giới. Ichika nói rằng cuộc sống đó không phải là thứ mà mọi người khao khát. Nó chỉ là sở thích của một kẻ biến thái ham muốn quyền lực mà thôi. Lấy hết quyết tâm và lòng can đảm, Sun mặc bộ áo giáp bước ra có phần hơi trịch trọng. Có vẻ bộ giáp này quá nặng, đến bước đi cũng khó khăn. Chưa đánh được tí nào, Sun vội quay lưng bỏ đi. Takezu thấy vậy cười khinh bỉ, cậu ta tiến tới sỉ nhục Sun. Nhưng khi Takezu quay đầu lại thì phát hiện mình đã bị dính bẫy của Sun. Cậu đã xích mình với kẻ đi săn, chỉ cần kẻ đi săn không chạm vào được chiếc lon trong thời gian còn lại thì mọi người sẽ chiến thắng. Sun vội nhảy xuống dưới nước, kéo cả Takezu theo. Takezu cực khổ dùng hết sức kéo bộ áo giáp lên. Sun đã thoát ra khỏi bộ giáp từ lúc nào không biết. Cậu trèo lên trên, cố gắng chạy thật nhanh để đá chiếc lon trước khi kẻ đi săn chạm vào nó. Bất ngờ là chiếc lon không phát nổ như lời con búp bê cảnh báo. Tôi đến, con búp bê nói rằng đó chỉ là thử thách để kiểm tra mọi người và sẽ không có ai bị giết trong thử thách này. Mọi người được thả ra ngoài, pháo bông được bắn lên để chúc mừng người chiến thắng. Búp bê tặng cho tất cả 5 cây kem và nói rằng khi họ ăn xong sẽ đưa họ trở về. Nhưng khi ăn kem xong, Sun và Takezu phát hiện trong que kem ghi bạn sẽ sống. Còn 3 que kem của những người còn lại ghi bạn sẽ chết. Thì ra đây mới chính là trò chơi chết chóc thật sự. Sun và Takezu bước ra ngoài, mọi người reo hò chúc mừng 2 đứa con của thần. Đây có thể coi như sự sắp xếp của các vị thần. Sun tượng trưng cho lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Còn Takezu tượng trưng cho kẻ xấu, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.
Những thử thách vừa rồi chỉ đơn giản là chứng minh lại điều đó. Cuối phim, một ông già vô gia cư xuất hiện đầy bí ẩn. Ông ta là ai và có liên hệ gì với bộ phim này? Đây chính là một đoạn kết mở để khán giả mong chờ phần tiếp theo của bộ phim. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.